các bạn đang được tham khảo và trải nghiệm chiếc máy quay là một trong những model loa cực kỳ là hot trên thị trường với cặp bốt 701 Series 2 đến từ USA. Sở hữu cấu hình được trang bị tới 4 tuyến loa trên một thùng loa và đồng thời được trang bị luôn một quả âm ly siêu khủng phía dưới đáy của cặp bốt 701 Series 2. Nó đảm nhiệm chuyên biệt cho giải trầm, có nghĩa rằng súp điện được trang bị kèm theo của cặp loa này. Và với cấu hình của những model sở hữu chất âm cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, chúng ta có thể thấy được rằng luôn luôn là một trong những mặt hàng tiêu biểu của hãng Bose. Có lẽ rằng trong bảng xếp hạng của những cặp loa Bose thì chúng ta thấy được rằng từ 301 cũng khá đắt đỏ, rồi 501, rồi cho tới các đời 701 hay là 601 rất là đắt đỏ. Duy nhất như theo quan điểm của mình thì có lẽ rằng với Bose 701 Series 2 chúng ta sẽ thấy được nó ưu việt hơn tất cả các model đắt đỏ khác, nhưng đồng thời chúng ta thấy được cái chất âm thì về cơ bản những model lớn của Bose thì nó sở hữu cái chất âm nó gần tương đương như nhau, và với ưu việt hơn tất cả những model đắt đỏ khác thì trên 701 Series 2 lại được trang bị súp điện, bởi vậy công lực của nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây cũng là sự lợi hại của model Bose 701 Series 2 đến từ USA. Chúng ta đang được chiêm ngưỡng chiếc máy quay thì ở đây chúng ta thấy được rằng trên model 701 Series 2 này nó được thiết kế với chiều cao lên tới 1m và nó sâu tới 41cm, được trang bị 4 loa trên một thùng. Với thiết kế phần công suất của cặp 701 Series 2 này tối đa lên tới 600W và được trang bị nguyên quả súp điện tới 250W, tương ứng với một cái súp điện thông thường ở phân khúc Bass 30 của các hãng tên tuổi được thiết kế liền phía dưới đáy của cặp 701 Series 2 này. Và chúng ta còn thấy được một điều rằng về các giải của dòng loa Bose này thì nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời cho nghe nhạc rồi, và khi karaoke thì đây cũng là một model chuyên nghiệp và đồng thời mang lại cho quý vị một phương án tiết kiệm kinh tế khá là lớn với cặp loa tuyệt vời này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham khảo lại xem trên cặp loa Bose này có gì so với những cái model khác của Bose khác biệt và ưu việt hơn, và đồng thời nó sở hữu cái phân khúc tầm tiền cực kỳ là tốt trên cặp loa này. Chiếc máy quay là cặp Bose 701 Series 2 đến từ USA. Với thương hiệu nổi tiếng, chúng ta thấy được rằng trên cặp loa này được trang bị tới 4 loa trên một thùng, cao 1m và sâu tới 41 phân, nó rất là nặng. Với thiết kế mặt trước hai loa, chúng ta thấy rằng trên phía mặt trước của cặp Bose 701 Series 2 này gồm có một quả trung âm lớn phía bên trên và một quả siêu check đặc biệt nhất của Bose. Nó được thiết kế đánh check về hai hướng khi chúng ta để ở tư thế cân, bất kỳ tư thế nào cũng đều được thiết kế check về hai hướng, mang lại cho các vị trí ngồi ở trước các cặp loa có thể thưởng thức chất âm đều như nhau. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng nguyên cặp loa khá là hiếm ở thị trường trong nước mà nó còn nguyên cả cái tem cò sơ đồ phía bên trong. Quý vị có thể thấy được rằng nguyên sơ đồ phía bên trong thì ở hình ở đây thì chúng ta có thể thấy được giải trung âm của nó thể hiện về phía mặt trước đó, theo hình nguyên sơ đồ của cái loa, và quả siêu check nằm bên dưới. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng bát trầm của nó được thiết kế ở phía nâng trừng của khoang và nó được chạy theo cái hình ma trận đó. Quý vị nhìn rõ cái hình không ạ? Nhìn thế này thì chúng ta sẽ thấy được rõ nhất cái hướng âm mát của nó lấy nhân hóa và nó đi ra từ đâu. Đó, nó vòng xuống dưới đáy và lấy phần âm trầm và lại được ngăn khoang phía sau lưng và lại đi thoát ra phía sau theo hình mũi tên. Đây là cơ bản sơ đồ của máy. Và đồng thời ở phía dưới đáy của nó được tích hợp một con âm ly rất là lớn để đánh nguyên cho giải trầm, và nó có điện áp sở hữu là 120V khi chúng ta cắm điện, và quý vị sẽ thấy được công lực. Khi thông thường chúng ta chưa kết nối tín hiệu thì nó sẽ hoạt động 50% của giải trầm, đã rất là mạnh mẽ như quý vị vừa thưởng thức. Và khi chúng ta cắm nốt jack tín hiệu thì nó hoạt động tiếp 50% còn lại. Khi đó chúng ta sẽ thấy được công lực của cặp loa này mang lại uy lực nhất hãng. Đây là một trong những ưu điểm và lợi thế của 701 Series 2. Chúng ta thấy rằng phía mặt trước tôi vừa giới thiệu là có hai tuyến loa. Và đồng thời bây giờ chúng ta lại quan sát phía sau lưng. Ở phía bên hông của cặp loa này thì chúng ta cùng quan sát phía dưới chân. Nó được trang bị hai cái volume. Đó, phía dưới chân một volume điều chỉnh cho to nhỏ và một volume cắt tần cho giải trầm. Và đồng thời phía sau lưng của cặp 701 này chúng ta thấy rằng nó được trang bị một trung âm lớn nữa với đường kính 18 phân.
ống hơi hình chữ nhật rất là lớn theo hình sơ đồ tôi vừa giới thiệu, và một quả bát súp đảm nhiệm cho giải trầm đường kính 20 phân đặc trưng của Boss. Và phía dưới đáy thì chúng ta cùng quan sát. Ở đây thì phần thông số và tất cả phần kỹ thuật thì đều được làm phía bên hông và phía dưới đáy. Trên cặp Boss 701 Series 2 có xuất xứ đến từ của nó như model Series 2 này thì chúng ta thấy rằng nó đến từ Canada. Thương hiệu Boss thì của Mỹ và được sản xuất tại các quốc gia khác nhau. Giống như A701 là một nỗ hơi và hai nỗ hơi, nhưng với Series 2 chúng ta lại thấy được sự lợi hại. Khi mà chúng ta cắm phần trầm điện này vào thì nó sẽ thể hiện cho cái giải trầm nó là mạnh mẽ nhất hãng. Đây là ưu điểm và lợi hại nhất của Boss. Tôi không cần cắm tới jack tín hiệu, chúng ta quan sát này, tôi chạm tay thì đó, nó sẽ kêu cái phần 50% trầm còn lại. Và khi mà chỉ cắm điện thông thường thì chúng ta sẽ hoạt động 50% của trầm mà chưa cần phải dùng tới 50% này. Nó đã rất là uy lực và rất là mạnh mẽ rồi. Bởi vậy với những căn phòng lớn thì chúng ta nghe theo một mức độ uy lực vừa phải, chúng ta không cần cắm thêm jack này. Còn anh em nào có cái tai đanh thép và chịu nhiệt được mức độ lớn thì chúng ta sẽ cắm lốt cái jack tín hiệu này vào và nó sẽ trở thành cái trầm siêu khủng. Đây là sự lợi hại của cặp loa Boss nổi tiếng đến từ Canada. Và với thương hiệu Boss của Mỹ, chúng ta có thể thấy được rằng một cặp loa còn đẹp xuất sắc trước máy quay. Đó. Đây là chiếc loa phía bên trái và đây là chiếc phía bên phải. Chúng ta chỉ theo một phương án tính nhanh nhất và sơ bộ nhất thì chúng ta có thể thấy được rằng ví dụ như là khi quý vị chơi một bất kỳ một cặp Boss nào khác với giải trầm của nó còn đang là thiếu thì chúng ta phải đầu tư thêm một quả súp khá là tốn kém. Đó, và rất là nành cành về vị trí để rồi nó gây cho nhiều cái tiếng khó chịu khi mà chơi trầm nếu không được điều chỉnh hợp lý. Và trên Boss 7 là một Series 2 thì chúng ta lại thấy rằng ở đây thì đồng bộ của loa có lẽ rằng chúng ta không bàn luận rồi. Hãng sản xuất nó đã rất là nổi tiếng và tính toán một mức độ kỹ lưỡng nhất cho model này. Sở hữu chất âm vừa nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời và karaoke không cần phải dùng tới súp. Đây cũng là ưu điểm của model nổi tiếng của hãng Boss đến từ Canada. Với thương hiệu Boss của Mỹ đã quá nổi tiếng, ai cũng đã biết tới tên tuổi của thương hiệu này. Trong phân khúc tầm giá tôi cũng lưu ý rằng 701 là model lớn Series 2 tích hợp trầm điện mới chỉ tương đương bằng 501. Đó, quý vị sẽ thấy được rằng nó được trang bị tới 4 loa ưu việt hơn có trầm điện. Và giá tiền thì chúng ta thấy rằng tương đương bằng 501 và đắt hơn 301 Series 3, bé tẹo teo thôi. Một có lẽ rằng một cặp 301 Series 3 thì để xếp chồng lên cạnh cặp Boss này thì nó mới chưa được bằng một chiếc loa này. Và nó đã đắt gần bằng cặp 701 này rồi. Như vậy trong một bài toán về kinh tế và xét về mọi phương diện cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke, trong đoạn clip này thì quý vị sẽ thấy được rằng chúng ta nên lựa chọn cặp loa nào để mang lại hiệu quả kinh tế, đẳng cấp cũng như là uy lực và chất âm. Với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Quý vị quan tâm can được bất kỳ món nào có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình sớm nhất. Và tôi luôn ưu đãi cho những anh em có phong cách màu lẹ nhất và đồng thời không tiếc 1.000 tiền điện thoại. Rất nhiều những anh em bùng nhùng về vấn đề này. Theo quan điểm của tôi thì có lẽ rằng 1.000 bây giờ chúng ta tiền lẻ thì không tiêu được rồi, vất đi rồi, thậm chí trẻ con cũng chẳng tiêu được và mua cũng không nổi một gói bim bim. Bởi vậy khi mà chúng ta quan tâm thì quý vị cứ bình luận hỏi hoặc can đầu tư cho tôi 1.000 ạ. Hoặc cần thiết thì tiếc quá 1.000 thì nháy máy lại tôi sẽ can lại cho quý vị. Và những mức giá thành ưu tiên nhất luôn dành cho những anh em có phong cách dứt khoát và màu lẹ nhất. Đây là quan điểm bán hàng và phong cách của mình. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh để chúng ta lại thấy được sự trải nghiệm và chất âm của cặp loa nổi tiếng này. Trong đoạn clip này thì tôi phân tích hơi dài bởi vì nó có thêm đường trầm. Rất là nhiều những anh em còn chưa hiểu cơ chế hoạt động của cặp loa này. Đó, bởi vậy đây là chúng ta cần lưu ý trong mỗi đoạn clip. Không ai muốn tốn nhiều nước bọt để giới thiệu. Và khi mà chúng ta thấy rõ thông số và chúng ta mới thấy được chất của nó, mỗi một dòng loa, một model. Và đồng thời trong phân khúc tầm tiền chúng ta sẽ mua gì và chọn gì. Như vậy quý vị sẽ có được một chút kiến thức và kinh nghiệm để sắm cho mình những bộ nghe nhạc và karaoke. Mời quý vị lại cùng thưởng thức tiếp chất âm rất là tuyệt vời này và sự uy lực thể hiện mạnh mẽ trên cặp Boss 701 Series 2. Có lẽ rằng tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm tiếp theo một chút nhạc tiết tấu nhanh và mạnh đi. Sau đó chúng ta cùng thưởng thức nhạc ở trữ tình hay là bolero. Đó. Mới chỉ để volume nhỏ nhỏ, quý vị nghe cái tiếng ào ào là phần cửa hay là đồ đạc cửa hàng của tôi là nó đang bị rung rất là mạnh nhỉ. Giải trầm tôi đang để khá là lớn.
trầm của nó xuống rất sâu mà chúng ta phải trải nghiệm bằng tai phone thì quý vị mới thấy được rõ tiếng trầm của cặp 71 này. Chưa cần cắm tín hiệu đâu ạ. Rất là kinh khủng. Đó, đồ cái tiếng đồ cửa hàng nó đang kêu lên rè rè rồi. Quý vị thấy đã nỗ tai chưa? Rất sâu nhưng rất mềm và dứt khoát về giải trầm. Sâu và mềm và uy lực mạnh mẽ dư thừa, đó là đẳng cấp của 71 Series 2, hoàn toàn khó có đối thủ. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng quay trở lại với những bản nhạc Bonero đi ạ, hay Trữ Tình đi, để chúng ta sẽ thấy được sự thể hiện sống động và chân thực của những dòng loại bốt đã quá nổi tiếng, nhất là những model lớn khi sở hữu cho ngành nhạc. Mời quý vị lại cùng nghe những bản nhạc tiết tấu chậm rãi để thưởng thức lời ca sĩ và tiếng nhạc cụ. Về cố hương xa vời, lệ như mong ai mà tràn dây. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa của vui. Đèn hát như soi dáng gầy cô nữ, lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng. Chất lên gầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương tiếc ta mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi. Các tiếng nhạc cụ tỉa tót nghe mà phơi hết cả hai cái nội tai. Như vậy chúng ta sơ bộ đã rõ về cấu hình của những cặp loa nổi tiếng của hãng Boss đến từ Canada, do nhà sản xuất tại Mỹ, được thực hiện tại các quốc gia nổi tiếng khu vực phía châu Âu. Và với cặp Boss đẹp xuất sắc còn nguyên tem cờ khá là hiếm ở thị trường trong nước, trong phân khúc giá tiền ở ngưỡng dưới 20 triệu đồng, chúng ta thấy rằng có xứng đáng để xuống tiền đầu tư hay không? Quý vị can theo số điện thoại trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966 866 552. Xin chân thành cảm ơn.